Hello chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube chuyên bán hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em một dòng sản phẩm karaoke cực kỳ là nổi tiếng đến từ thương hiệu của Hàn Quốc là MASQ T-Model DM2020BF. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà phải nói là rất là nổi tiếng và mình bán cái hàng suốt từ năm ngoái tới bây giờ nên mà mới tiếp tục về hàng. Dòng này dòng nổi tiếng là vì đầu tiên thì nó sẽ chạy con sò MOSFET anh em, và thứ hai là nó sẽ trang bị ta một con chip giải mã eco cực kỳ là cao cấp anh em ạ. Và thứ ba là một trong những dòng sản phẩm mà cho đồ vang nhài phải nói là rất là hay, nên anh em phải nói là săn tìm rất là nhiều anh em. Đây mời anh em cùng xem qua về hình thức cũng như về thiết kế dòng sản phẩm này. Con này thì nó có thiết kế mà nói là căn bản là những dòng sản phẩm Hàn Quốc thôi anh em à. Khi nó sẽ được trang bị chúng ta rất là nhiều giúp chức năng, và nữa Nhật sẽ giới thiệu chi tiết bên em. Con này thì nó sẽ trang bị chúng ta một nội thất phải nói là vô cùng hùng hố và một mức công suất phải nói là rất là khủng nhưng mà đủ cho anh em có thể mà chơi thoải mái những cặp loa lớn, loa 4 tấc con này chơi cũng rất là tốt nha anh em. Để mời anh em cùng xem qua về tem nhãn dòng sản phẩm này. Con này sẽ đến từ thương hiệu của MASQ, xài dòng điện ra 220V theo đúng tiêu chuẩn Hàn Quốc cho anh em, công suất là 470W, hàng chuẩn là Made in Korea. Còn bên trên là sản phẩm này sẽ trang bị ra hệ thống là 4 cặp loa, có cổng về và cổng main nha anh em. Và bên đây là cái cổng mà lấy tín hiệu vào qua AUX 1 hoặc là qua AUX 2. Con này sẽ xài dòng điện 220V và dây điện của dòng sản phẩm này mình đánh giá là cực kỳ là chất luôn em ạ. Đây, rất là to, rất là dài anh em ạ, giúp cho dẫn điện tốt hơn. Mình đánh giá rất là cao những dòng sản phẩm của Hàn Quốc khi nó được gia công phải nói là rất là tốt anh em ạ. Và linh kiện thì mình thấy là rất là cao cấp. Và mặt trước dòng sản phẩm này thì đầu tiên là chúng ta sẽ đến với phần bên này là master cho anh em. Thì sẽ bao gồm 3 nút, bên trái là nút volume, bass, mid và treble. Còn cổng AUX này là cổng mà tín hiệu truyền vào ở phía sau anh em ạ. Nó sẽ có hai nút nhấn 1 và 2 tùy theo anh em cắm cổng nào anh em nhấn vào hoặc là thả ra. Còn bên đây là cái nút để điều chỉnh về volume, bass, mid và treble. Còn bên đây là eco anh em. Eco thì bao gồm cái nút chức năng là đầu tiên là volume, bên đây là điều chỉnh là bass, treble và repeat và delay là độ vang nhà nha mà. Còn bên đây là micro 1 và micro 2. Và cái nút chức năng nó thì sẽ giống như hệt nhau. Và Nhật sẽ giới thiệu hàng trên. Đầu tiên là nút để điều chỉnh và volume, ba lăng, eco, bass, mid và treble. Tương tự ở hàng bên dưới anh em. Nói chung cái nút chức năng của con này vẫn là rất là dễ dàng để điều chỉnh. Và anh em chỉ cần mất khoảng 15 phút thôi là anh em có thể dễ dàng điều chỉnh dòng này rồi. Còn về chất âm của dòng này thì con này đánh mà nó là rất là bùng nổ đây mà. Bass, treble và nó là ra suối xả anh em. Nghe rất là hay, anh em mua về chỉ dùng để nghe nhạc không thôi mà đánh giá rất là cao. Và đặc biệt thì những dòng karaoke anh em có thể điều chỉnh cả giải mid anh em à. Anh em nào mà thích nghe tiếng ca sĩ to thì anh em chơi những dòng này nó rất là tốt. Còn đây thì nó sẽ có hai cổng đó là điều chỉnh về micro 1 và micro 2. Ví dụ như là gia đình của anh em có hai người đi, và anh em là nam, một người anh em là nữ, thì anh em có thể cắm micro 1 và micro 2 điều chỉnh riêng cho từng người, để mỗi lần vô hát thôi anh em hát đúng cái tông đó thôi nha mà, và không cần phải mất công mới điều chỉnh. Nói chung những dòng sản phẩm karaoke ở Hàn Quốc thì trước đến nay thì mình đánh giá rất là cao rồi nha mà. Còn về nội thất ở bên trong thì MASQ DM2020BF thì sẽ trang bị chúng ta một con chip giải mã và nó là vô cùng là cao cấp anh em ạ. 50195
đây là một con chip mà tái tạo ở dọc Eco, phải nói là rất là chinh thật. Và đây là một trong những dòng mà phải nói là được dùng trên rất là nhiều những dòng sản phẩm karaoke nổi tiếng của Hàn Quốc anh em. Con này sẽ chạy chúng ta tổng cộng là 4 con sò MOSFET anh em ạ. Và tăng phô phải nói rất là lớn, giúp khuếch đạt âm thanh phải nói là tốt hơn. Và thôi không dài dòng nữa, mình mời anh em vào ngay bài test xích âm của Maskio 2020BF. DM2020BF thì vẫn là không có gì để nói với anh em, mà nó quá tuyệt vời, nó quá hết sảy với anh em. Con này trong những dòng mà mình thấy là có độ hút khi mà hát karaoke vẫn là tốt nhất anh em, mà nếu mà anh em mà chú trọng nhiều vào độ vang nhài và giọng ca của anh em thì lựa chọn con này là một trong những sự lựa chọn mà nói là cực kỳ hợp lý luôn. Còn về khả năng phối ghép của dòng này, hiện tại đây mình đang chơi với cặp loa rất là khủng khiếp của Quật cho anh em. Để cặp loa mà sẽ có 2 bass 40 và jack kèn, tổng công suất của cặp này mình thấy là đến tận 2000W trên một loa nha anh em. Và con này đánh vẫn cho ra giải bass anh em nghe đập và nó là rất là phê anh em ạ. Đây là một trong những dòng mà có cấu hình rất là tốt,
để cho Nhiên có thể chơi cùng một lúc với hai cặp 4 tấc và hai cặp 3 tấc, vẫn rất ok nha anh em. Cho anh em cứ yên tâm là về chất lượng, còn về khả năng nghe nhạc của nó thì cũng rất là tốt anh em mà. Nói chung đây là một trong những dòng sản phẩm mà cực kỳ đa dạng bởi khả năng nghe nhạc của karaoke, nên được rất là nhiều anh em trong giới audio đánh giá rất là cao từ xưa đến nay rồi anh em mà. Và mình cũng bán rất là nhiều dòng này rồi nên được mới giới thiệu anh em. Đây là một trong những dòng mà tốt nhất trong phân khúc giá của em, nó chỉ với 3.700.000 đồng. Rồi ok, anh em thấy sao về chất âm của dòng này, hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới. Bye.